Xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh chứng khoán của No Stop. Và em là Hạnh, hôm nay là thứ ba đúng không? Để sẽ tiếp tục gọi lại với mọi người nhé, để mình tổng hợp lại thị trường trong thứ hai này, hôm nay, và mình đưa ra những kịch bản cho ngày phiên sắp tới. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với video gồm hai phần chính. Phần đầu tiên là đánh giá thị trường. Mình thấy là thị trường đang sideways, chủ yếu là cái xu hướng là sideways như về gần đây, biên hẹp dần, và đây có phải là một cái dấu hiệu khá là tích cực đối với thị trường. Và cái thứ hai là mình sẽ đến cái phần là tập trung vào những cái nhóm ngành khỏe đoạn này, đó là bất động sản, chứng khoán và thép anh chị nhé. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu với phần đầu tiên của video. Thì chúng ta sẽ xem qua thị trường một chút nhé. Đây, VN Index của chúng ta thì có một cái hôm nay là một cái phiên tăng điểm. Đấy, cái biên độ dao động của phiên hôm nay thì khá là nhẹ nhàng đúng không? Đây, biên động dao động hôm nay của thị trường nó cũng khá là nhẹ nhàng trong phiên, và kết phiên thì tăng 6,8 điểm và thanh khoản ở cái mức khá là thấp. Đấy, thì nó khá là êm đềm so với hai phiên giao dịch hôm trước. Mọi người nhớ là hôm thứ sáu là một cái phiên giảm tương đối là mạnh, tại vì cái thông tin liên quan đến VinFast bị kiện khởi kiện tại Mỹ này. Đấy, và phiên hôm qua thì có cái thông tin liên quan đến Vạn Thịnh Phát vào cuối tuần, thế là đầu tuần chúng ta có một cái sự FOMO hoảng loạn vào đầu tuần đúng không, bị bán xuống và xuống về vùng 1080 hỗ trợ của thị trường. Đấy, và đấy là cái diễn biến tương đối là nhiều biến động của hai phiên hôm trước đó. Còn cái phiên hôm qua ấy, thì cái việc nó bị bán xuống từ đầu phiên thì chúng ta cũng đã ngồi mình đánh giá với nhau từ cái video cuối tuần rồi. Và em có chia sẻ là cái thông tin Vạn Thịnh Phát này ấy, bản chất là nó đã ảnh hưởng đến thị trường vào giai đoạn cuối năm 2022, đoạn tháng 9 năm 2022, thì cái vụ Vạn Thịnh Phát này đã được bắt đầu được đưa ra để điều tra. Đấy, thì cái thông tin ngày hôm qua ấy, tuy là cái con số nó khá là lớn, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng trong quá khứ rồi. Ảnh hưởng trong quá khứ rồi và nó cũng đã phản ánh vào trong cái giá, phản ánh vào thị trường giai đoạn 2022 rồi. Thế hôm qua tin tức ra nó chỉ mang tính là thông báo nhiều hơn. Đấy, còn thiệt hại nữa cũng đã thiệt hại trong quá khứ rồi đúng không anh chị? Thế nên là cái việc nó ảnh hưởng đến thị trường thì nó chỉ mang cái tâm lý là ngắn hạn thôi, và cái tâm lý ngắn hạn và nó không ảnh hưởng quá là tiêu cực thì nó sẽ được hấp thụ cái lượng cung đó trong khoảng 1-2 phiên đúng không? Thì rất là đáng mừng là hôm qua nó đã hấp thụ khá là tốt trong phiên ngày hôm qua. Kết phiên thì đã tăng nhẹ 2,47 điểm, cái cầu vào nó khá là khỏe, thì tức là cái cầu đoạn này nó rất là tốt và nó hấp thụ rất là nhanh, hấp thụ xong cái tin tức đó rồi. Đấy, thì là một điểm khá là tích cực đó. Và điểm đáng chú ý là hôm qua nếu mọi người theo dõi nhá, thì cái diễn biến của phiên ngày hôm qua nó có nhảy gap down đầu phiên giảm khoảng mười mấy điểm ấy, thì trong phiên lập tức nó được hồi phục, và hôm qua nó cũng không có hiện tượng bán tháo hay là domino và hiện tượng nằm sàn nhiều phiên như cái tin tức lần trước. Nếu mà tin tức nó xấu ra thì cái hiện tượng domino bán hiệu ứng lan tỏa thị trường nó rất là nhanh đúng không? Tuy nhiên hôm qua thì nó cũng chỉ gọi là FOMO bán hoảng loạn ở đầu phiên một chút. Đấy, thì sau đó nó được kéo lên và được hồi hồi khá là nhanh, tiền vào rất là khỏe. Đặc biệt là nhóm chứng khoán cũng vào khá là tốt đúng không anh chị? Đấy, thì có thể là cái dòng tiền đoạn này nó rất là khỏe và thị trường nó cũng đã ổn định hơn rất là nhiều rồi. Đấy, và có một số nhóm hôm qua nó vẫn tiếp tục thể sức mạnh như là nhóm chứng khoán. Khỏe từ trước thì hôm qua lại tiếp tục hồi đầu tiên đúng không? Và hôm nay thì tiếp tục là nhóm hôm qua là còn nhóm nhóm chứng khoán này, và ngoài ra lại còn cả nhóm bất động sản khu công nghiệp nữa. Một số mã như là SSC này. Hôm qua là cũng rất là khỏe đúng không? Vốn lớn tăng trần. Hay là một số mã khác như là KBC. Hôm qua cũng hút được dòng tiền. Đấy, thì hôm qua là có cả nhóm bất động sản khu công nghiệp. Cái nhóm bất động sản công nghiệp này thì em có chia sẻ từ cái video trên kênh No Stop rồi ấy. Thì cái nhóm bất động sản công nghiệp này, cái kỳ vọng của nó cũng tương đối là lớn đấy chị nhá. Kỳ vọng về tăng trưởng FDI đúng không? Tăng trưởng FDI sau khi mà nâng cao quan hệ với Mỹ này. Hoặc là cái kỳ vọng thứ hai đó là cái sóng dịch chuyển cái nguồn FDI từ Trung Quốc. Thì cái kỳ vọng của nhóm bất động sản công nghiệp này nó tương đối là lớn đấy. Đó. Tuy nhiên là cái nhóm này nó vốn hóa nó cũng không không tốt, nó không lớn bằng các nhóm như bất động sản, chứng khoán, thép. Nên là mọi người vẫn hoàn toàn có thể dành ra một phần tỷ trọng đối với cái nhóm này. Đúng không? Còn ngoài ra thì cái tỷ trọng chính của mình sẽ vẫn sẽ tập trung vào cái nhóm mà nó
vốn hóa lớn mà nó hút được tiền, nó có tính thị trường cao như bất động sản, chứng khoán, thép nhiều hơn, thì cái nhóm ấy nó sẽ hút được tiền lớn, nó mạnh hơn. Đó. Ngoài ra thì cái nhóm bất động sản công nghiệp cũng là một cái nhóm mà nó có nhiều kỳ vọng. Cái câu nhóm cổ phiếu nó có nhiều kỳ vọng thì mình có thể dành một phần tỷ trọng, một phần danh mục đối với nhóm này chị nhé. Rồi thì đó là sơ qua về cái diễn biến của một hai phiên gần đây. Thì chúng ta cũng thấy là cái dòng tiền ấy nó vẫn đang loanh quanh các là nhóm khỏe. Hôm qua là chứng khoán đúng không? Hôm nay thì là bất động sản, khu công nghiệp, bất động sản và thép. Sáng nay thì thép có một cái sự hưng phấn nhất định vào phiên sáng khi mà có thông tin liên quan đến giá thép tăng. Thế, tuy nhiên thì cuối phiên thì cũng bị bán rồi lại, đúng không? Thì có thể là do cái nhóm này nó bị chốt lời tương đối, tại vì mà khi mà nó quay lại các cái vùng đỉnh cũ này, đây anh chị thấy là các cái phiên nhá, ví dụ phiên này hoặc là phiên này đúng không? Thì cái áp lực bán nó lớn thứ nhất, cái thứ hai là cái volume nó cũng rất là lớn. Thì khi mà giá nó tiệm cận về cái vùng này thì nó tương ứng là nó sẽ bị áp lực chốt lời quay lại thôi. Thì cái này thì mình cũng tạm thời có thể hiểu được. Thì mình sẽ đợi xem nó tích lũy quanh cái vùng này khoảng độ một vài phiên, thì nếu mà nó tích lũy ổn, cái volume nó xít lại được ý, và cái biên độ giá nó hẹp lại thì hoàn toàn có thể tham gia. Và nhóm này nó vẫn sẽ tiếp tục tích lũy sau, mà nó khả năng nó sẽ tiếp tục tăng tiếp thôi. Đấy là nhóm thép chị nhé. Đó thì đó là sơ qua về thị trường đấy. Thì cái các nhóm bất động, nhóm thép này, chứng khoán và bất động sản ấy thì đều là các nhóm khỏe, và nó thể hiện rõ là khi mà thị trường như là hôm qua chẳng hạn, hôm thứ hai đấy, khi mà thị trường nó rung lắc, nó chưa rõ ràng vào phiên sáng ấy, thì các cái nhóm chứng khoán này nó đã thể hiện, nó hồi phục lại khá là nhanh. Đây đấy thì cũng có chia sẻ thôi, chia sẻ là hôm qua nhé, chia sẻ là thị trường nó hồi phục về do gap down, nhưng mà cái vùng bán, áp lực bán nó thấp không đáng kể, và rắc sắc xanh nó xanh trở lại khá là nhanh đấy. Và ngoài ra thì khi mà cái thị trường đoạn trạng thái nó sideways như thế này và việc kéo lại, thì chúng ta có thể đánh giá được là nhóm nào nó khỏe và nhanh hơn thị trường chung. Thì hôm qua là có nhóm bất động sản và chứng khoán hồi lại khá là nhanh, thép hồi lại nhanh đấy. Thì chúng ta có thể thấy được là những cái nhóm là chứng, bất động sản, thép này hồi lại nhanh. Thì khi mà thị trường nó ổn định hơn ấy, và nó tích lũy đủ rồi, thì những cái nhóm này chắc chắn là những cái nhóm mà mình cần tập trung và mình cần gia tăng vị thế đối với nhóm này chị nhé. Tại vì khi mà thị trường ổn định và nó tăng ấy, thì mã nào cũng sẽ tăng đúng không? Mã nào cũng sẽ tăng thì mình bắt buộc mình sẽ chọn ra những cái nhóm khỏe nhất để mình tối ưu được cái lợi nhuận của mình. Đấy, tại vì những cái nhóm khỏe đấy khi mà thị trường nó tăng nhá, thì nó sẽ hút tiền mạnh và nó tăng nhanh, thì nó sẽ giúp mình tối ưu được cái lợi nhuận. Và khi mà thị trường nó quay đầu giảm ấy, đấy thì những cái nhóm khỏe thì nó cũng sẽ bị bán chậm nhất, đúng không anh chị? Còn nếu mà anh chị cứ, tại vì khi mà thị trường tăng thì nhóm nào cũng sẽ tăng, mà nếu mà mình cứ mua cái nhóm yếu hơn chẳng hạn, thì khi mà thị trường tăng nó cũng tăng, nhưng mà nó sẽ tăng chậm hơn, đúng không? Và khi thị trường nó quay đầu giảm chẳng hạn, thì cái nhóm đấy là những cái nhóm giảm mạnh nhất. Đấy thì đấy là lý do mà mình phải cho lựa chọn cái nhóm ngành khỏe khi mà thị trường nó ổn định chị nhé. Đó. Đó là về thị trường. Tại còn đó là về các nhóm ngành. Còn sơ qua về thị trường nhé, thì ở cái phiên chủ nhật ấy, là cái hôm ngày thứ, em có nhận định đến hết ngày thứ sáu đúng không? Thế vẫn đang khá là 50-50. Tại vì là thị trường nó mới có một phiên giảm mạnh này, và nó sẽ còn phản ánh tin tức về, và nó sẽ về cái vùng hỗ trợ 1080. Đấy. Thì mình sẽ cần phải đợi thị trường nó thể hiện rõ hơn cái cầu mua nó khỏe. Đấy thì mình sẽ đưa ra là cái kịch bản nó cụ thể hơn. Và anh có chia sẻ là mình sẽ phải theo dõi thêm phiên thứ hai với thứ ba đúng không anh chị? Đấy. Thì sau phiên thứ hai nhá, thì mình đang thấy là cái dòng tiền nó đang khỏe hơn khá là nhiều rồi. Thì mình sẽ thiên về cái kịch bản nó tích cực hơn. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì thứ nhất là cái biên độ giao dịch của nó hẹp dần. Theo lý thuyết thì khi mà thị trường nó đi ngang và đi ngang ấy, thì mình sẽ có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Một là đi ngang để phân phối và nó sẽ giảm tiếp. Hai là nó đi ngang tích lũy tích cực và nó sẽ tăng tiếp đúng không? Thì đối với trường hợp này nhé, ở ví dụ như cái đoạn này chẳng hạn, thì nó đang đi ngang này, volume lớn này và biên độ lớn dần thì nó giảm đúng không anh chị? Còn cái đoạn này mình thấy là thị trường nó đang thu hẹp được cái biên độ dần. Ví dụ như cái phiên hôm thứ sáu là nó giảm 24,34 độ và 24,34 điểm, volume lớn này, rồi thanh khoản tăng đúng không? Hôm qua thì thị trường nó có biến động, tuy nhiên là cuối phiên nó kéo được khá tốt đấy, và nó đóng cửa tăng điểm và thanh khoản nó cũng thu hẹp lại, nó giảm dần. Và cái phiên hôm nay là phiên hàng về của phiên hôm thứ sáu, một cái phiên thanh khoản lớn, thì nó cho thấy là cái áp lực chốt lời nó không lớn
và cầu nó đỡ khá là tốt, biên độ giao dịch cũng được thu hẹp, nó tăng biên độ giao dịch trong phiên nhé, nó cũng không nhìn lớn nhé, và cuối phiên thì nó vẫn tăng được 6, hơn 6 điểm, đúng không? 6,8 điểm đấy, và volume nó mới thấp, thì mình có thể thấy là cái thị trường nó đang có cái sự thu hẹp dần về biên độ, thu hẹp dần về biên độ giao dịch này, thu hẹp dần về cái khối lượng. Thế nó sẽ tích cực hơn, nó đang thiên về cái kịch bản là nó tích cực, là sideways tích lũy và sideways tích cực để có thể chuẩn bị cho một cái đà tăng tiếp theo đó. Và cái thứ hai đó là mình có thể nhìn thấy là các hình nhóm khỏe ấy, mà em có chia sẻ từ khá là lâu là các hình nhóm tạo đáy trên thị trường là chứng khoán, bất động sản và thép, thì sau một nhịp nó tăng mạnh đúng không, thì nó bây giờ nó vẫn đang duy trì được cái đà tăng của nó. Nhưng hôm qua là chứng khoán nó tiếp tục đà tăng này, hôm nay là bất động sản tiếp tục đà tăng, đúng không anh chị? Bất động sản đây, bất động sản hôm nay thì có các cái khuôn mặt mới là Nam Từ Liêm Hút này, hay là Nam Long, đúng không? Và trước đó thì là các cái nhóm như là BDR hoặc là DG này, thì tạm thời các cái mã này nó đang có cái xu hướng là nghỉ một chút, nó đang có xu hướng là tích lũy lại, thì thay vào đó là cái dòng tiền nó đang luôn chuyển sang các cái nhóm mã khác như là Nam Từ Liêm, đúng không? Hút, D2 Đạt Phương, Nam Long, đúng không? Thì có thể thấy là đây cũng là một cái dấu hiệu tích cực khi mà dòng tiền nó đang có sự lan tỏa trong cùng một nhóm ngành nhưng nó lan tỏa sang các cổ phiếu khác nhau ấy chị nhé. Đấy, thì đây cũng là một cái điểm khá là tích cực khi mà cái dòng dự dòng nhóm bất động sản thì các cái mã đang luân phiên nhau hút được cái dòng tiền đó. Thì đó là cái kịch bản cho thị trường, thì mình đang thiết được cái kịch bản đó, nó sẽ tạm thời nó vẫn đang khá là tích cực, đúng không? Đó, thì ngoài ra thì cái vĩ mô của mình ý, vĩ mô chính là gần, ví dụ như các yếu tố mà ảnh hưởng đến vĩ mô gần đây ý, mình quan tâm là nhóm là cái tỷ giá, thì tỷ giá của mình là nó vẫn đang duy trì ở cái mức thấp, vẫn đang giảm đó, thì vẫn đang ổn định đó. Thì cái vấn đề về vĩ mô thì hiện tại nó vẫn chưa có nhiều các cái biến số mình cần quan tâm hoặc là mình cần lo ngại về cái việc là rủi ro thị trường nó sẽ giảm mạnh, và vĩ mô hiện tại nó vẫn đang khá là ổn định, nên là kịch bản chúng ta vẫn sẽ thiên về là thị trường đi sideways, và khi thị trường sideways thì chúng ta vẫn sẽ là đi theo cái chiến lược cũ là mình sẽ tránh, mình mua bán, mình mua hưng phấn và mình bán hoảng loạn, tại vì thị trường sideways thì nó sẽ chạm đến các ngưỡng hỗ trợ này, sẽ có xu hướng bật lên ấy chị, thì mình sẽ theo cái chiến lược là mình vẫn sẽ là không bán hoảng loạn này và không mua hưng phấn ấy chị nhé. Đó, thì chúng ta cứ thong thả mà mình nhặt hàng các nhóm cổ phiếu khỏe thôi. Thì hiện dung khách hàng của bên em thì em cũng đang mở mua đối với nhóm chứng khoán. Đây, nhóm chứng khoán thì hiện cũng đang có một phần vị thế đối với nhóm chứng khoán, nhất là mã FTS và CTS. Đó, thì cái nhóm chứng khoán này nó vẫn đang khá là khỏe, như là cái một số mã chứng khoán ấy như là mã BSI này thì nó đang tạo được cái mẫu hình xác nhận là xu hướng vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn cái xu hướng tăng giá, hoặc là mã CTS đi chị nhé. Đây, mã CTS là cũng đang có một, tức là nó có một cái phiên giảm điểm mạnh ngày hôm thứ sáu đấy, thì phiên thứ hai ngày hôm qua nó tiếp tục có một cái cây nó phủ nhận hoàn toàn so với phiên thứ sáu, thì những cái mã chứng khoán lần được tạo những cái mẫu tiếp diễn tăng giá, thì thường những cái mẫu này ví dụ như mã CTS chẳng hạn nhé, thì sau một cái phiên hôm qua nhé thì nó đang có xu hướng là nhảy gap này và test lại gap đó. Thì đối với những anh chị mà mình chưa có hàng nhóm chứng khoán thì mình có thể theo dõi những cái mã này, thì những cái điểm mà nó retest lại cái gap này này, nó rung lắc ấy, thì là cái điểm mua của mình anh chị nhé. CTS hoặc là một cái mã khác nếu mọi người quan tâm, mọi người chưa có hàng thì quay sang theo dõi VND. VND cũng là một mã khá là khỏe này. Thứ nhất là về cái định giá của VND, thì cái mức thị giá 21,7 này so với các cái nhóm chứng khoán mà vốn hóa lớn top đầu trong ngành ấy, ví dụ như mình nhìn qua sang SSI chẳng hạn, đang có giá 32,55 đúng không? Còn VND đoạn rồi nó bị dính cái vụ trái phiếu Trung Nam ấy, nên cái thị giá của nó đang khá là thấp so với cái vị thế của nó trong ngành. Thì VND sau cái phiên hôm qua nó tăng tốt này, hôm nay nhảy gap. Đấy, thì những cái phiên tới nếu còn nó có rung lắc quanh cái vùng 21,5 ấy, nó test lại cái gap hôm qua nó hôm nay nó tạo ra, thì cũng là một cái điểm mua đối với anh chị mà mình chưa có hàng nhóm chứng khoán đấy chị nhé. Đấy, VND, CTS hoặc là FTS, những cái mã như CTS, FTS ấy, thì có gửi trong cái Zoom cộng đồng ấy, thì có gửi link QR code ở bên gửi link ở bên dưới phần mô tả hoặc là cái QR code ở bên cạnh này, thì mình có thể chủ động tham gia để mình cập nhật cái điểm mua nó real time hơn ở trong phiên đấy chị nhé.
Rồi, thì mình em cũng rất là mong nếu mình em có cơ hội để đồng hành với mọi người và gặp gỡ mọi người trong Zoom cộng đồng. Đấy. Nếu sơ qua về một mấy mã chứng khoán nó mình có thể theo dõi. Còn nếu mình mà anh chị mình chưa có cái vị thế đối với nhóm này anh chị nhá. Còn là bên Zoom khách hàng thì em đã có vị thế đối với CTS và FTS rồi thì em sẽ mở mua gia tăng trong những phiên tới. Rồi, thì sơ qua về thị trường có chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi. Rồi, tổng quan là thị trường chúng ta vẫn sẽ trong cái xu hướng là sideways tích cực. Và mình sẽ canh những cái nhịp rung lắc của thị trường để mình có thể tham gia đối với những cái nhóm cổ phiếu khỏe đó, và mình mở mua, mình chú ý là mở mua tránh mua hưng phấn và bán hoảng loạn, đó là cái chiến lược chung. Còn hiện tại thị trường em thấy khá là thuận để cho mình giao dịch ngắn hạn hoặc là trading đấy đó, thì anh chị chú ý và theo dõi thêm thị trường và có thể là tham gia cái Zoom cộng đồng bên em để cập nhật tin tức là kịp thời hơn anh chị nhé. Rồi thì em chia sẻ ngắn gọn video đến mà nội dung video đến thế thì và cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé, và mọi người nhớ dành tặng một like và một subscribe cho No Stop anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video.